Hey ya, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Và lại là một bài viết của khấu SP. Nhìn cái tên đề bài thì các bạn đã thấy được cái độ mặn của nó như thế nào rồi đấy. Ok, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Lưu ý là hình ảnh trong bài sẽ có gắn tag NSFW 18+. Thế nên là tránh xem lúc ở nơi làm việc hay là trước mặt bố mẹ, không lại rủa tác giả thì tội lắm. Bài này tôi sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là đưa ra kiến thức căn bản về ba con sói, cách chọn bao cho chuẩn và giới thiệu một số loại bao chất lượng, dễ mua, dễ xài cho các thím. Còn phần 2, tập trung vào cách chơi bao cho ngầu, tức là các quy tắc bất thành văn khi chơi bao, cách chơi bao mà vẫn khiến cho đối tác sướng như chơi trần. Để tránh cái tình trạng mà một số thím nắng cực quá, cứ comment đòi bài thì tôi sẽ gói cả hai phần trong một bài này luôn. Hơi dài một chút, nên là cứ từ từ nghe cho thấm nhé. Thứ nhất, mấy loại áo mưa quan trọng. Trước lúc ra trận thì cũng nên bỏ túi mấy kiến thức nền tảng để gáy với đời các thí nhỉ. Rất nhiều thím có hiểu biết về ba con sói hết sức sơ sài, thậm chí là có phần lệch lạc. Nếu ví họa mi như một chú cưu anh dũng, phổng phao, thì áo mưa chính là tấm giác bảo hộ cực kỳ quan trọng. Chọn bao sai mục đích chính là tự đâm chính mình đấy nha. A. Nhập môn cùng latex. Đây là một dạng áo mưa phổ biến nhất mà các thím hay thủ trong ví hoặc mua tại các hiệu thuốc, là ba con sói latex. Loại này có ưu điểm là có giãn tốt, giá thành ok và rất dễ kiếm. Hiện nay thì có khoảng 90% ba con sói được làm từ vật liệu này. Latex cực kỳ đàn hồi, có thể co giãn gấp 8 lần kích thước bình thường, nên là rất hợp với các thím go họa mi sai khủng một tí. Tuy nhiên thì nhược điểm chí mạng của latex chính là không được phép kết hợp với dầu bôi trơn. Nếu dùng chung thì sẽ làm ba con sói dễ trượt khỏi trục và bị rách, thủng. Và sau đó các bạn biết rồi đấy. Mấy loại bôi trơn dạng dầu mà tôi nói đến ở đây sẽ bao gồm dầu dừa, dầu ô liu, dầu dưỡng thể, dầu ăn. Túm lại là tất cả những thứ gì có gốc từ dầu. Nếu như mà vẫn muốn chơi bôi trơn với ba con sói latex thì nhớ dùng lại có gốc nước là được. Chú ý này, nếu các thím hoặc là đối tác cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu khi dùng ba con sói thì rất có thể các thím thuộc nhóm bị dị ứng với vật liệu latex. Đừng coi thường nha. Dị ứng latex có hậu quả khá là nghiêm trọng đấy. Nặng thì có thể dẫn tới khó thở, tụt huyết áp, thậm chí là gây ra trạng thái sốc, co giật, ảnh hưởng đến tính mạng. Số người dị ứng latex thì không nhiều, nhưng mà các thím cần đặc biệt lưu tâm nhé. Không phải bao nào cũng chơi được đâu. B. Năn latex, bạn thân của dung dịch bôi trơn đây rồi. Đừng sợ, thế giới áo mưa vô cùng đa dạng. Nếu ngại latex và muốn đổi khẩu vị thì các thím có thể tìm tới ba con sói sản xuất từ các vật liệu năn latex, có nghĩa là không phải latex, như là hai loại sau đây mà tôi không tiện đọc tên. Các bạn nhìn trên màn hình nhé. Khi mua thì các thím cứ dòng hộp, nhà sản xuất sẽ ghi to đùng luôn là năn latex condom để quảng cáo ấy, thế nên là không lo lựa nhầm đâu. Loại này thì cực kỳ thú vị. Ví dụ, áo mưa sản xuất từ polyurethane thì gây phê hơn latex rất nhiều, vì giống này mỏng mướt như lụa luôn. Bao polyurethane đặc biệt ở chỗ là không có mùi nhựa đặc trưng của latex, lại truyền nhiệt tốt. Nhờ thế mà năn latex đem lại cảm giác cực kỳ chân thật cho các thím và đối tác. Không giống như mấy loại giày bì bì, giả kinh hồn như là VIP, OK hay là Yes. Đại loại, mấy hộp bao mà nhà nghỉ khách sạn hay fast free ấy, dùng chán vãi cả trưởng luôn các thím ạ. Đừng có tiếc tiền đầu tư vào áo mưa nhá, khuyên chân thành luôn đấy. Trái với loại 1, khi chơi năn latex thì các thím thoải mái dùng bất cứ loại bôi trơn nào mình thích, từ gốc nước cho đến gốc dầu, từ đồ nhập cho đến đồ nội địa. Nhược điểm của vật liệu này là không dễ thâm nhập, không trơn mượt mà như là latex.
nên là nhất định phải có chất bôi trơn để hỗ trợ nha các thím. À, nhưng mà nếu mà Bim Bim nhà mình nước nôi đầy đủ như là đập thủy điện thì các thím đỡ khoản bôi trơn nhiều lắm đấy. C. Siêu nhân dạ quang. Một cuộc vui sẽ không thể trọn vẹn nếu như các thím thiếu sáng tạo, không biết làm đối tác ố á ngất ngây. Một vũ khí hỗ trợ quan trọng cho các cặp đôi gù mặn đó chính là ba con sói phát sáng. Sáng rực rỡ luôn ấy, chứ không phải là lờ đờ như là đom đóm đâu ạ. Siêu nhân dạ quang thường có 3 lớp. Lớp ở giữa có chứa sắc tố phốt pho, được kiểm nghiệm an toàn cho sức khỏe người dùng. Lớp trong cùng và lớp ngoài cùng vẫn là vật liệu latex bình thường. Nhiều thí mua về định đổi gió với tình nhân, xong rồi méo thay phát sáng như là trong quảng cáo, thì lại chửi đồng thằng bán hàng lừa đảo. Nhưng thực ra, chính các thím mới là gà, vì không biết kỹ nghệ sử dụng áo mưa này. Mua về, các thím phải để ba con sói dưới ánh sáng trong tầm 30 giây, rồi mới mặc áo mưa vào cho chuối. Như vậy, cậu bé mới phát sáng long lanh cùng với tuế nguyệt được. Dùng loại này thì nhớ tắt đèn đi nhá, đảm bảo là phần thị giác được kích thích lắm luôn ấy. Tuy nhiên thì ba con sói dạ quang có một đặc điểm khá là lớn khiến nhiều em Bim Bim e ngại. Đó là vì có cấu tạo 3 lớp nên là cảm giác loại dạ quang này khá là dày, chơi sẽ không sướng bằng các loại bao thông thường. Vì vậy, các thím chỉ nên đổi gió thôi, chứ ít người chơi nào chơi loại này thường xuyên lắm. D. Dung nham phun trào. Loại thứ tư mà tôi muốn nhắc đến chính là dạng áo mưa truyền nhiệt, hay còn gọi là warming condom. Ba con sói được tráng bên trong và bên ngoài một lớp bôi trơn đặc biệt có tác dụng sinh nhiệt. Chất này sẽ được kích hoạt bằng chính độ ẩm tự nhiên sinh ra trong cuộc giao hoan của các thím. Lúc này, tự dưng trái chuối và Bim Bim có cảm giác ấm nóng cực kỳ kích thích. Đương nhiên không phải nóng dẫy họa mi, nhưng mà thím nào có quả chuối mong manh, nhạy cảm thì cũng nên thận trọng nha. Trước khi sử dụng thì các thím cũng hãy tìm hiểu thật kỹ, cộng thêm là hỏi ý kiến của bạn tình. Bạn ấy mà không thoải mái thì không nên cố đấm ăn xôi làm gì. Đừng thấy cái gì hay ho, trending thì cũng ham hố thử. Hãy là một chú chuối thông thái, tỉnh táo nha các thím. E. Họa mi gân guốc. Được coi là ngôi sao sáng trong làng ba con sói bởi thiết kế độc đáo, nam tính khó cưỡng lại. Tuy nhiên, ba con sói dạng gân gai cũng gây ra khá nhiều tranh cãi từ các phía đồng dâm nữ. Với vẻ ngoài gân guốc chứa các gai, hạt tròn to nhỏ xen kẽ, kéo dài suốt từ đỉnh bao, viền quanh trục, thậm chí là mặt bên trong bao cũng có gai để tăng khoái cảm cho cả nam giới. Ba con sói dạng này thì bán rất chạy và là một sản phẩm marketing cực kỳ thành công trong những năm gần đây. Đây là một số ví dụ minh họa. Tùy nhu cầu thì có thím thích gai nhỏ, chấm li ti, nhìn cute phô mai que. Có thím lại thích gai to, thậm chí là chơi hẳn gai bi, bao râu rồng hoặc là có hình thù độc đáo mới thấy đã. Nói chung là tùy độ mặn của các thím và đối tác mà lựa chọn sao cho phù hợp. Tuy nhiên, các thím cũng nên lưu ý là gai gân càng to, càng nổi rõ thì càng dễ gây đau cho cô bé. Bởi trong cơn hoan lạc, kết hợp với nhịp điệu các cùng cum, cả hai sẽ không kiểm soát được lực tác động, rất dễ gây tổn thương cho cả trái chuối và Bim Bim. Vì vậy, cứ bắt đầu từ gân gai nhỏ đi đã, sau đó nâng cấp dần nếu như cả hai muốn chơi nặng đô hơn. Ngoài ra thì theo tôi, bao gân gai sẽ không phù hợp với những thím châu bò, bình thường đã 30-45 phút không kể dạo đầu. Vì dạng bao này thường khá dày và gây tình trạng khó da hơn cho các thím. Nói chung là sẽ mệt lắm đấy, chứ chả sướng gì đâu. Đại diện tiêu biểu cho ngạch gân gai hardcore chính là áo mưa đôn gen, có thể sử dụng được nhiều lần. Loại ba con sói này có rất nhiều ưu điểm nổi trội, như là hỗ trợ kéo dài thời gian quan hệ bằng cách giảm độ nhạy cảm của trái chuối và kết hợp bộ dung giúp kích thích tối đa tại điểm G cho các Bim Bim. Nhìn chung, nếu đối tác của các thím chịu được cấp độ này thì đáng nể ra phết đấy. Nhưng mà nhớ một điều là, một khi đã bập vào và mê mẩn đôn gen rồi thì quay lại chơi cừu thường, các chị em sẽ bị hẫng, khó chịu phết đấy. Nghe nào, rồi.
Thế nên là cần phải chú ý lựa chọn thứ tự chơi làm sao cho phù hợp và khôn ngoan nha các thím. Món độc lạ thì hãy để đến sau cùng. Cứ từ từ dò dẫm xem ý đối tác ra sao, xem nàng muốn hoang dại hay là nhu mì, tột đỉnh cảm xúc hay là lả lơi mơn trớn nhé. Thế giới áo mưa vô cùng đa dạng, còn có cả dạng ba con sói vừa để chơi, vừa chén được. Có loại thì giúp giảm nắng cực cho trái chuối, có loại thì tăng phê cho bim bim, vân vân và mây mây. Tôi chỉ liệt kê tạm vài loại đặc sắc nhất như trên để các thím tham khảo thôi nha. Giờ thì chuyển sang phần 2 thôi, kiểu video dài quá rồi. Phần 2, kỹ nghệ chơi bao. A, kích thước. Với những thím còn bỡ ngỡ, chưa biết ịch oạc là cái gì, thì có thể căn cứ vào size họa mi trung bình của người Việt Nam để mua áo mưa. Nếu chưa bao giờ dùng ba con sói, thì cứ mạnh dạn mua khoảng 1-2 hộp, mỗi hộp 3 chiếc để thử, tìm loại phù hợp cho mình. Kích thước bao ở thị trường Việt Nam là khoảng 55mm chiều rộng. Thông số này dựa trên độ dài tiêu chuẩn của nam giới Việt Nam, khoảng 112-120mm. 52 còn gọi là nominal width, có ghi rất rõ ở đằng sau vỏ hộp. Nếu mua ngoài cửa hàng tiện lợi hoặc là hiệu thuốc, thì các thím chỉ cần check hộp hoặc là bảo người ta bán cho loại thường là không lo sai kích cỡ rồi. Còn thím nào thích mua online thì hãy vào phần thông tin sản phẩm, sẽ có size chi tiết, cực kỳ đơn giản, lại được ship về tận nơi, khỏi lo thẹn thùng khi mua trực tiếp. Ooh, that's kind of small. Thím nào tự ti vì họa mi chưa kịp lớn thì cũng không cần xoắn quá đâu. Vì ở Việt Nam vẫn bán những loại size bé hơn, tầm 48-49mm. Tuy không phổ biến bằng size tiêu chuẩn, nhưng mà vẫn có thể mua online rất dễ dàng. Đại diện tiêu biểu của dòng này phải kể đến cái tên đình đám của Nhật Bản là Sagami Extreme Feel Fit, với thiết kế bao màu hồng mộng mơ giúp ôm khít trái chuối xinh đẹp, giá khoảng 120.000 đồng cho 10 chiếc. Còn thím nào mê Durex thì nên để ý em Kingtex đen tuyền quyến rũ. Tuy loại này đắt hơn Sagami nhưng được cái phổ biến, mùa đầu cũng được và thiết kế cũng rất nam tính. Giá em này khoảng 60k một hộp, có 3 chiếc, đủ cho các thím quất mấy hiệp tơi bời hoa lá rồi. B. Bôi trơn hay là không? Mặc dù các loại bao hiện nay đã được tích hợp rất nhiều chức năng ngon lành, trong đó có cả chế độ tự bôi trơn mượt mà, tiện lợi, nhưng dùng gel, dầu bôi trơn vẫn là một thú vui tao nhã của không ít cặp đôi. Theo khảo sát, dung dịch bôi trơn giúp làm ấm cơ quan trọng điểm của các thím, gia tăng khả năng lên đỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để trái chuối xâm nhập vào bim bim thật dễ dàng và nhanh gọn. Có thể mua dầu bôi trơn theo mục đích sử dụng. Bài này thì sẽ chỉ tập trung vào lúc cho vagina, quan hệ giữa trái chuối và bim bim thông thường, và lúc kết hợp với ba con sói nha các thím. Tôi xin phổ biến qua là có 3 dạng dung dịch bôi trơn phổ biến, đó là dạng dầu, dạng nước và dạng silicone. Mỗi dạng đều có ưu nhược điểm riêng và tôi sẽ phân tích qua để các thím nắm được những nét cơ bản. Dạng gốc nước phổ biến hơn cả và về cơ bản là tương đối lành tính, có thể sử dụng chung với gần như tất cả các loại ba con sói và đồ chơi. Ưu điểm của ả này thì kể mãi không hết được, liệt kê tạm vài cái cho vui thôi nha. Là dễ vệ sinh, rửa trôi cực nhanh và tiện, tạo cảm giác chân thật, y hệt như là dầm thủy, đặc biệt phù hợp cho thím nào mới lần đầu dạng ngõ chơi lúp. Nhược điểm là nhanh khô, sau khi bị bay hơi thì cảm giác rất dính và hơi khó chịu. Kiểu cứ bôi được tí là khô, khô xong thì lại phải vã tiếp cho ẩm, hơi chật vật và mất thời gian đối với các thím dài sức. Hơn thế nữa, dạng nước dùng rất tốn, các thím sẽ phải mua mới liên tục, tùy vào là các thím quan hệ thường xuyên hay không. Một điểm trừ lớn nữa, đó là dung dịch bôi trơn kiểu này sẽ không phù hợp với quan hệ trong phòng tắm, dưới vòi hoa sen, bởi đặc tính gốc nước của sản phẩm. Lời khuyên dành cho các thím là nếu dùng dạng nước mà bị khô, thì các thím nên dùng nước bọt hoặc là nước sạch để chiến tiếp. Đừng vã lúp nữa vì sẽ càng thêm dấp dính mà thôi, khó chịu hơn đấy. Chiến binh thứ hai đó chính là lúp gốc silicone.
Loại này trơn, nhờn nhất nên thường được dùng cho các pha nặng đô. Điểm cộng là không bay hơi nhanh như là gốc nước. Các tiếng có thể dùng chơi thoải mái trong môi trường ẩm ướt, thậm chí là dưới vòi hoa sen, trong nhà tắm hơi hoặc là bể bơi cũng không xi nhê gì. Ả silicone này có thể kết hợp cực kỳ nhuyễn cùng với dầu massage hoặc là các loại tinh dầu hỗ trợ khác, giúp gia tăng cảm hứng đến vô cực luôn. Nhược điểm của lúp silicone thì cũng bắt nguồn từ chính thành phần đặc trưng của chúng, khó rửa hay để lại vết ra giường, quần áo sau khi sử dụng, cộng với cảm giác nhờn dính vẫn lưu lại kể cả sau khi các thím đã tắm sạch, sẽ khiến nhiều đôi e ngại không thích chơi silicone nữa. Thêm vào đó thì các lúp này không hợp gu với những đồ chơi tình dục hoặc là các loại áo mưa có nguồn gốc từ latex hoặc silicone. Lưu ý là nhớ tránh mấy bạn này ra khi dùng lúp silicone nhé các thím. Cái tên thứ ba và cuối cùng trong danh sách của lúp chính là bôi trơn gốc dầu. Nếu đối tác của các thím có làn da nhạy cảm và dễ bị kích ứng thì chào mừng đến với team này nhé. Lúp gốc dầu thường không chứa nhiều chất phụ da như là hai người anh em kia, rất phù hợp để quan hệ dưới nước và cũng không lo bị bay hơi khi đang chinh chiến. Tuy nhiên, điểm yếu của dạng dầu đó chính là không hợp với ba con sói latex, khi dây vào quần áo thì sẽ rất bẩn và khó giặt. Thêm nữa, một số lúp gốc dầu có nguồn gốc từ petroleum hoặc là một số loại dầu trẻ em, baby oil, có thể gây ra viêm nhiễm đường âm đạo. Nói chung là phải lựa chọn rất là cẩn thận thì quan hệ mới vui vẻ và an toàn được các thím ạ. Muốn không để lại bãi chiến trường toàn dầu với mỡ sau khi quan hệ thì các thím nhớ là lót thêm khăn, tấm trải ở phía dưới khi chinh chiến nhé. Chuẩn bị kỹ càng thì mới lên đỉnh toàn phần được chứ, đúng không? Tóm gọn lại như thế này: dễ dùng, chơi được với tất cả các loại bao hoặc là đồ chơi thì dùng dạng nước. Thích quan hệ dưới nước, muốn chơi lâu mà không bị khô thì dùng silicone. Còn dạng dầu thì dành cho mấy thím thích massage, tỉ tê không quản thời gian và không ngại giặt ga giường lẫn quần áo sau khi lâm trận. Và nhớ là nhớ tránh dùng chung với ba con sói latex khi mà chơi silicone hoặc là dạng dầu nhé. Chọn loại lúp nào thì ngoài việc dựa vào những kiến thức cơ bản ở trên thì các thím cứ mạnh dạn thử, sai, tức là cứ trải nghiệm vài lần đi, tìm ra được loại nào mà cả hai ưng ý nhất thì dùng. Chú ý là đừng tham rẻ mà rước mấy cái đồ tàu khựa về, không có nguồn gốc về chơi, là trăm ngàn cái hại luôn đấy. C. Mấu chốt là vấn đề thời điểm. Sau khi chọn được loại áo mưa ưa thích và dung dịch bôi trơn phù hợp rồi, các thím hẳn là đã sẵn sàng cho việc lâm trận, thâm nhập vào cơ quan đầu não của đối phương. Tuy nhiên, ở bước này vẫn có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn, khiến cho nhiều họa mi gục ngã trước khi leo được tới đỉnh Everest. Cùng điểm mặt chỉ tên nhé. Đầu tiên, các thím phải luôn luôn nhớ rằng quy tắc số 1 là chỉ đeo bao khi mà trái chuối đã đạt được độ cương max nhất. Quả chuối hơi ảnh ảnh, ngỏng cổ lên đòi ăn thôi thì vẫn chưa đủ, phải thực sự cương cứng mới đeo nha, để tránh bị tuột hoặc là không vừa áo mưa. Tư thế nuột nhất để mặc áo mưa chính là các thím quỳ hoặc là đứng hẳn lên. Lúc tuột bao ra khỏi vỏ thì các thím nhớ để ý làm sao để cho bao đứng, nhìn y như một chiếc mũ xinh xinh vậy nhé. Cẩn thận lộn đầu là không hay đâu. Trước khi cho trái chuối đội mũ thì đưa tay bóp nhẹ nhẹ, thật nhẹ thôi, chỏm ba con sói để không khí thoát ra ngoài. Sau đó thì các thím mới nhẹ nhàng trượt bao từ đỉnh chuối cho đến lút cán luôn. Nên để đối tác chủ động làm việc này nếu như mà bạn ấy có kinh nghiệm. Còn nàng ấy mà cũng chưa biết gì thì các thím chịu khó nịnh người ta, hướng dẫn chậm rãi thôi, để bạn ấy làm giúp cho. Cảm giác được partner mặc áo mưa cho phê lắm đấy. Sau khi đeo bao, đừng lập tức vội vã xâm nhập vào bim bim ngay. Các thím cứ phải từ từ chậm rãi đã, kiểu như vờn đối tác một tí cho nàng mê mẩn. Nhấp nhẹ nhàng, vừa nhấp vừa dò la xem động thái của địch như thế nào. Độ sâu của mỗi cái nhấp thì nên nông vừa phải, tầm nửa trái chuối trở xuống là hợp lý. Các thím nên đa dạng chuyển động và thay đổi độ nông sâu mỗi lần thâm nhập để đối tác không biết đâu mà lần. Và đây cũng là một cách chơi chiêu của các trai có kinh nghiệm tình trường. Nên để người con gái chủ động
kéo hông các thím xuống, cứ nhử cho địch phát điên lên, kiểu như làm mèo thấy mỡ mà không được ăn ngay ấy. Quá trình nhấc lên, đặt xuống này có thể kéo dài từ 15 giây cho đến vài phút, tùy vào nhịp điệu tấn công của các thím và độ hứng tỉnh của bạn nữ. Thứ ba, ngay sau khi đặt cực khoái và xuất binh, thì các thím cần rút quân càng sớm càng tốt. Đặc biệt là phải tốt bao ngay khi trái chuối vẫn còn cương cứng. Nếu không thì sẽ dẫn đến một tình trạng là tinh dịch bị tràn ra khỏi bao khi mà trái chuối bắt đầu mềm oặt. Đến lúc này thì dùng bao cũng như không, bởi nguy cơ sẽ bị lọt mấy thằng em tinh binh nhanh chân chạy ra khỏi bao để đi tìm trứng. Các thím chắc chắn không muốn là đạo diễn cho kịch bản kinh hoàng này, đúng không? Cách tuốt vỏ cũng đơn giản thôi. Đầu tiên thì các thím giữ chặt phần bao ở gốc chuối, rồi cùng lúc đó lôi thằng em ra khỏi cửa mình của bạn gái. Làm như vậy sẽ giảm thiểu tình trạng bị kẹt áo mưa ở trong lòng địch. Sau đó, từ từ rút áo mưa ra khỏi trái chuối. Và chú ý là đừng để chú tinh binh nào sổng mất nha. Lúc này, chắc chắn các thím sẽ hơi dính do hỗn hợp của các loại dịch phát sinh từ quá trình quan hệ. Đừng lo, quan trọng nhất là tuốt gươm như một vị thần, chậm mà chắc, không để tinh dịch tràn ra ngoài là được. Cuối cùng, vứt áo mưa đã qua sử dụng vào thùng rác, không được xả vào bồn cầu nhá, vì sẽ có lúc nó trồi ra, dọa ma các thím đấy. Mà xả như thế thì cũng ảnh hưởng không tốt cho môi trường nữa. Tóm lại, nguyên tắc cơ bản là lột áo mưa ngay sau khi xuất binh khi mà trái chuối vẫn đang còn cứng ngắt. Giữ chặt chỗ bao ở phần gốc của trái chuối khi rút ra để tránh tình trạng làm tuột bao. Và sau đó tuốt bao từ gốc cho đến ngọn. Áo ngực có nhiều loại phức tạp phết mà còn tháo được, chứ nói gì đến mấy thứ ba con sói còn con này phải không các thím? Thứ tư, nếu lúc rút binh mà áo mưa bị mắc kẹt ở trong bim bim thì là một tin không vui cho lắm. Ngoài nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, các thím còn phải hành động thật khéo léo và nhanh nhẹn để kéo bao ra khỏi pussy càng sớm càng tốt để tránh tình trạng viêm nhiễm âm đạo. Đầu tiên là phải dùng một hoặc hai ngón tay rửa sạch. Tốt nhất là các thím nên cắt móng tay. Nhẹ nhàng đi sâu bên trong cô bé, dò xem là có thấy bao mắc ở rìa âm đạo hay không. Thông thường thì chỉ dùng cách này là các thím đã có thể lôi bao kẹt ra ngoài rồi. Nếu không ăn thua hoặc là không thấy bao đâu, thì phải dùng đến phương pháp squat. Lúc này thì chị em cần làm vài động tác đứng lên, ngồi xuống và dùng cơ để cố gắng đẩy di vật ra ngoài. Đứng gác một chân lên bệ toilet hoặc là lên ghế thấp cũng là một cách giúp đẩy bao ra dễ dàng hơn. Cả hai người cùng phối hợp thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, giải quyết rất đơn giản, nhanh chóng. Các thím không phải lo quá, kẹt bao là chuyện khá là bình thường. Chú ý là sau khi lấy được áo mưa ra khỏi bim bim thì chị em cần uống thuốc tránh thai trong 72 giờ đồng hồ. Vì lúc này nguy cơ có thai là cực kỳ đáng báo động đấy nha các thím. Vậy là xong rồi, mong là các thím sẽ giúp ra được mấy mẹo hay ho. Thực ra thì chủ đề về ba con sói còn có thể là một series dài hơn nữa, nhưng mà tôi nghĩ tinh gọn như thế này là đủ nhập môn cho các thím rồi đấy. Hôm nào hứng lên thì tôi sẽ làm một bài nâng cao về đề tài này. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.